không biết ông thấy không nữa. Đứng chưa, đứng vô. Ông biết ông thấy mình rồi. Bây giờ khó thiệt chứ. Chào mừng các bạn quay trở lại với Scary Changer 5.10.0 các bạn. Đây là cái bản cập nhật mới nhất. Chúng ta có một cái chapter mới, đó là The Dark Side các bạn. Những cái chapter khác thì các bạn có thể tham khảo theo cái link mình để bên dưới video nha các bạn. Ở đây nó sẽ có hai phần, đó là Ghosts và Rumdon the Visage. Chúng ta sẽ bắt đầu với The Game of Strong. Ở đây mình sẽ làm một cái bẫy khi ông Changer này các bạn, làm cho ông ta bị cuốn vào trong cái máy quạt các bạn, cái quạt tầng á. Ở màn này thì ổng dùng một cái phép thuật, ổng trồng cây các bạn. Hay ha, cái này không biết ở ngoài đời thì chắc không có đâu. Cái này người ta chỉ làm vui thôi nha các bạn, cái này nó không có thiệt đâu. Ok, một lần nữa thì nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Không ai có thể làm việc tốt hơn ta đâu, không nói vậy các bạn. Ở đây là đầu tiên mình sẽ qua khu vườn các bạn, mình lấy cái viên đá nè, Dropped. Còn mấy cái cây cổng các bạn thấy không, ghê không? Ok, bên này mình sẽ ra phía sau mình lấy cái bao tay các bạn. Và nếu các bạn thấy mình nên chơi những cái game nào thì các bạn có thể comment bên dưới nha các bạn. Có một số bạn yêu cầu mình chơi cái game Roblox nhưng mà mình chưa có chơi được các bạn. Bạn Việt Thuận An có đề nghị mình chơi Red Story á. Cái đó mình cũng tham khảo thử rồi nhưng mình thấy có vẻ nó, cái đó cũng hơi khó các bạn, để hôm nào mình sắp xếp mình chơi thử rồi. Cảm ơn bạn Việt Thuận An nha. Ok, ủa ông đâu rồi, ủa ông đâu ta, ông đang chỗ nào? Như ổng đang trước á. Ok, đó, các bạn qua đây các bạn lấy cho mình cái cuộn mũ này nè. Ổng đang đâu ta, ổng đang ở chỗ nào á, nghiện quá. Cái này từ từ thôi các bạn. Kìa ổng kìa, ổng kìa, ghê không? Đó, mình sẽ lấy hai món này rồi sau đó mình sẽ vô trong đây. Các bạn thấy hai cái viên stone không? Đó là hai viên đá nè. Nhưng mà trước khi mình lấy viên đá mình sẽ lên lầu các bạn. Mình sẽ lên lầu mình lấy cái keo dán cái đã. I need to stay strong in order to crush those little pests. Đó, ok, đây là những món mình cần nè. Mình sẽ dụ cho ổng đi cho các bạn. Ở đây ổng phức tạp quá. À, cái đây là cách mình dụ ổng đi xa nè các bạn. Đó, các bạn nhảy ra này nha, để cho ổng lại cái mặt thụt xuống sâu một chút. Đó, bắt đầu ổng sẽ thấy mình, ổng chạy xuống. Đó, ổng sẽ chạy ra chỗ này. Đó, đây giờ ổng chạy đúng cái chỗ này của mình nè. Rồi sau đó mình sẽ vào trong rồi để cho ổng đi các bạn. Thì cái đó, yes, rồi. Ông nói là ông cảnh báo mình là không được vô nhà ổng đó. Rồi. Rồi, đầu tiên ở đây mình sẽ lấy đá mình bỏ vô đây các bạn. Sau đó mình sẽ bỏ cái viên đá Thumbstone nè. Cái viên đá gì đó chứ không phải Thumbstone, là Orange Magic. Rồi, tiếp theo mình gắn cái blue này vô. Rồi, sau đó mình sẽ quay trở lại đây, mình lấy cái viên, cái viên màu tím này các bạn. Đó, biết ông đang ở đâu nhưng mình chốt nếu mình tránh xa xa ra. Rồi, mình lấy cái miếng dán này mình dán vô nha các bạn, nhớ dán vô nha. Ông đang ở đâu ta? Rồi, dán vô đây. Rồi, xong. Chạy. Ugh.
Đó, các bạn làm cái này theo các bước mình hướng dẫn thì sẽ được đó. Tiếp theo mình sẽ qua một cái màn thứ hai, đó là Room Down the Visage. Mình cũng không hiểu cái từ đó nghĩa là gì nữa. Ok, mình sẽ phá ổng bằng cách mình sẽ thay đổi cái cây phép thuật ổng rồi. Này, đầu tiên mình sẽ xóa cái clear the wrong jar hết ta. Đầu tiên mình sẽ lấy cái cây này trước cái đã. Clear the wrong jar có nghĩa là mình sẽ quét sạch mấy cái cây này nè các bạn. Bây giờ ông đang ngồi xa nè, mình sẽ lấy cái túi này nha. Các bạn phải lấy cái túi này để một chút mình đựng cái viên đá đó các bạn. Viên đá này như trồng cây nè. Nếu mà chúng ta rồi sau đó các bạn lấy cái cây dịch trượng này nè. Cái cây phép thuật này. Mình sẽ lấy cái cây phép thuật này để mình quét. Để mình quét sạch cái mấy cái cây phía trước nhà ổng á. Đó. Ok, mình sẽ dùng cái cây này nha. Wow. Đó, sau đó mình lấy cái này, nhưng mà các bạn nhớ là phải dùng cái bọc này để đựng nha. Các bạn mà không dùng cái này là nó sẽ bị thua đó. Chúc đỡ ông Dí mình ơi. Chúc đỡ ông Dí bắt mình ơi. Trời ơi, nguy hiểm quá. Thật ra ông này cũng dữ thật chứ. Không nhận cái tiếng đàn này nó nghe nó dữ hơn cái cô thi các bạn. Ồ chết rồi, ổng vô rồi. Chạy. Ngươi không thể chạy trốn ta được đâu. Bây giờ mình sẽ dụ ổng đi ra ngoài các bạn. Để mình xóa dấu vết á. Trời ơi, oh my god. Ủa không, em dữ vậy. Khó thiệt á. Rồi, vô. Đây nó kêu mình là quét sạch cái rong da lại cái chỗ này nè các bạn. Mình phải đi nhanh vô thôi. Let's go. Vô. Rồi, lên lầu. Lên lầu lấy cái trượng nè. Còn ổng ở đây nè. Ông đang động gì nè, ổng tưới cây kìa. Nè, ông kêu mình phải đi ra khỏi cái nhà ta. Cái này ra cảnh này cũng hơi khó nha. Ông đang tới đây rồi, thành ra mình phải dụ ổng à. I show you how. À, ông nói là ông sẽ cho thấy là ai là chủ ở đây. Người sẽ gặp rắc rối là lớn đó. Rồi, ông vô rồi. Rồi, vô. Đó. Sau đó mình sẽ lấy cái bọc này đựng nha các bạn. Các bạn mà giờ mà bóc tay không là nó sẽ bị bắt á. Of my property. Không có câu nó hoài à. Ôi. Đó, vô đây trả nè. Thôi sau đó mình nhanh chóng. Ô, không kìa. In order to crush those little pests. Đó, sau đó mình qua phòng này.
bỏ cái vô cái cục sáp này nè các bạn. Ôi nhanh chóng chạy đi nha các bạn, ở đây là tiêu với ổng á. Mấy cái mở cửa cái ôi trời dạ, ôi trời dạ. Ôi nãy mình đứng ở trong nhà tắm ông bắt mình các bạn, ghê quá. Ok, như vậy thì hôm nay mình cũng đã hoàn thành cái hai cái màn chơi của cái mới này các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho một like và một chia sẻ nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.